Hello, xin chào các bạn. Bữa nay mình làm cái món bánh tráng trộn chay nha. Đây mình có cái bánh tráng. Bánh tráng này mình mua ở chợ Bịch có mấy ngàn thôi. À, về mình cắt sợi sợi vậy nè. Giờ mình tiến hành mình làm nha. À, đầu tiên là mình bắt đầu mình trộn trộn ăn thôi. Mình cho vào đây một ít dầu ăn. Dầu này mình đã phi hành này kia thơm rồi nha các bạn. Cho hành phi. Đấy, bạn nào ăn nhiều thì cho nhiều, bạn nào ăn ít thì cho ít thôi. Mình cho xoài, đây mình có cái xoài này mình bào ra rồi. Cho hết vào luôn. Đấy. Rồi mình trộn trộn đều đều lên, từ từ mình cho gia vị vào. Mình ở đây có thêm cái nước sốt me nha các bạn. Bạn nào thích nặng nước cốt hạnh hay là chanh gì đó thì cho vào đây. Mình thì thích ăn nước sốt me. Nước sốt me này là me rồi nước mắm chay mình nêm gia vị dầm ra. Cho đây một ít muối. Muối này muối sấy. Muối sấy Tây Ninh. Rồi thì bắt đầu bây giờ mình trộn trộn đều lên thôi. Mình còn là hai cái gia vị nữa mình để vô sau rất là ngon, là chà bông với mình để thêm đậu phộng nữa các bạn. Mình không thích ăn rau găm cho nên mình không có để rau găm vô đây. Nói chung ăn chay thì rất là khó ăn, muốn ăn chay trường được thì các bạn phải đổi món hàng ngày, đổi món liên tục, phải tạo một cái khẩu vị mới lạ. Để mình có thể thay đổi được khẩu vị và kích thích được cái vị giác mình thèm ăn, mình không có thấy ngán cũng không có thèm cái đồ mặn nữa. Còn bạn nào muốn ăn cay á thì cho thêm sa tế vào nha, sa tế nhà làm. Mình cho vào đây là một muỗng sa tế nha các bạn, này là hơi cay đấy, mình ăn cay ít lắm, nó mình sợ vợ cay chấp nhận luôn. Bây giờ chúng ta trộn đều lên, tiếp tục trộn khi nào mà thấy bánh tráng nó mềm vừa ăn chúng ta ngưng. Tại vợ mình nó thèm cái bánh tráng trộn quá trời đi, mỗi lần ra ngoài chợ mua nó tốn một hộp mười mấy ngàn, nay trộn cái thau này cho nó ăn một cái nó ngán tới mai tới năm sau chứ dám ăn không, ăn thôi ăn lần cho đáng cho nó ngán. Mua vậy này không có nhiều tiền hết trơn anh em. Mình chỉ mấy bạn trộn chỗ này chắc mấy anh cha mà bán bánh tráng trộn ở ngoài đường chắc ghét mình lắm. À, mắc môi mấy ông. Giờ mình trộn chắc cũng gần xong rồi, mình trộn chút xíu nữa cho xong rồi bắt đầu mình ra dĩa, mình để đậu phộng để chà bông này kia lên nha nè. Rồi bây giờ mình đã trộn xong,
Đó, mình trộn xong rồi mình không ăn rau găm nha, cho nên không để rau. Giờ trộn xong mình cho ra dĩa. Rồi, dĩa bánh tráng trộn mình giờ tạm thời đã hoàn thành anh em. Cái mình trộn xoài hơi nhiều quá. Bây giờ mình cho đậu phộng vào nha. Bóc tay mẹ đi. Đấy. Đậu hết. Một dĩa này không biết vợ mình ăn ngán chưa, nó chắc chưa đâu. Rồi mình cho thêm cái phần chà bông nha, cái hũ chà bông chay mình mua ba mấy ngàn ở chợ thì còn bán cũng dễ ăn đó anh em. Bông chay mình nên mua mấy cái này nè để dành mình chế biến những món ăn thay đổi khẩu vị mình. Bữa ra cái clip làm súp mà ngại quá, nào giờ không quay clip mà nói chuyện mình, giờ mình tập nói chuyện ấy. Ai anh em ơi, cho thêm miếng chà bông nữa, chà bông chay nha anh em. Cái này mình ăn chay trường à, làm toàn bộ thần chay hết. Đó. Rồi thế là của mình như vậy là ăn được rồi đó anh em. Nhìn thấy hấp dẫn rồi nè. Các bạn coi thấy hay thì bấm subscribe, bấm like, chia sẻ kênh ủng hộ mình nha. Món ăn thì hàng ngày mình sẽ làm những món mới mới để chia sẻ cho những anh em mà ăn chay trường này kia. Có những khi họ ăn cứ mấy món lặp đi lặp lại hoài nó ngán, ăn chay trường nó lâu dài khó lắm. Nên phải thay đổi món mới hoài, mặc dù thay đổi món nó rẻ tiền nhưng mà lạ khẩu vị, các bạn ăn cảm thấy nó ngon, nó không có ngán ăn chay nữa mà các bạn thấy là vui, giống như ăn những người ăn mặn họ ăn bình thường. Mình ăn chay trường lâu năm rồi, từ từ mình biết được nhiều món ăn nữa, rồi mình thay đổi biết mình quen, mình không còn thèm đồ mặn nữa. Thôi mình chào tạm biệt, cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình nha.